Việc di rời ngôi biệt thự 800 tấn tại phường Quán Bầu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang được nhiều người quan tâm khi lần đầu tiên tại đây xuất hiện các thần đèn rời nhà. Thế nhưng sau 3 ngày tiến hành di rời, thì đến ngày hôm nay 17 tháng 7, thần đèn này đang gặp phải sự cố vì không thể xoay căn nhà như là dự kiến. Đơn vị thi công buộc phải tạm dừng để gia cố lại nền vì gặp sự cố trong khi thực hiện xoay căn nhà. Ông Lê Viết Cương, chủ nhà kiêm giám đốc một trong 3 công ty thực hiện di rời cho biết là phần nền bị thiếu nên phải đổ thêm để có thể xoay biệt thự từ hướng đông nam sang chính nam. Hết ngày hôm qua, căn nhà đã di chuyển được khoảng 20m so với vị trí ban đầu. Căn biệt thự 3 tầng này nặng gần 800 tấn với chiều cao là 11,5m, diện tích sàn là 171m2. Theo kế hoạch, căn biệt thự sẽ được di rời về phía sau khoảng 40m và xoay từ hướng đông nam sang chính nam. Đơn vị thực hiện di rời là 3 công ty ở thành phố Vinh. Việc di rời bắt đầu từ ngày 14 tháng 7. Được biết là chi phí cho việc di chuyển ngôi nhà này vào khoảng 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, để hoàn thiện và vào ở thì chi phí có thể cao hơn. Trước đó, vào tháng 3 năm 2016, một tòa nhà nặng tới 2.600 tấn ở Tây Nguyên đã được thần đèn đất Bắc là ông Đỗ Quốc Khánh di rời thành công.